Chào cả nhà nha. Hôm nay mình là Hào. Hôm nay mình chia sẻ cái nhà mình cắm cái hộp nha, cái hộp tâm hồng. Tại lâu quá mình không có làm video. Hôm nay mình sẽ rảnh đổi mình làm cái video mình chia sẻ cả nhà nha. Đấy, cái đây là cái hộp gỗ. Mình cũng bọc foam. Những cái clip trước mình cũng chia sẻ rồi, mình cũng bọc foam ở dưới rồi. Rồi mình lấy dây mình cố định nó lại. Rồi khi nào nó cứng rồi mình bắt đầu mình cắm. Ấy, mình cắm cái hộp vậy mình phải lên cái nền lá trước nha. Đây, lá đây mình chuẩn bị cho mình khoảng bó lá nghiệp quế. Đó. Mình lên cái nền lá, ví dụ như mình muốn cắm to hay cắm nhỏ thì mình phải lên cái nền lá trước đây. Trước tiên là cả nhà phải, đây là lá nghiệp quế, một bó. Mình cắt nhớ mình cắt nhỏ ra nha. Đó, mình cắt nhỏ ra mình cắm. Hôm nay mình sẽ cắm thấp, mình sẽ không cắm thì chút lên nữa. Rồi, cái đây là mình cắm lá nghiệp quế ở dưới đây xong rồi, còn ở trên mình cắm ngọn là cả nhà từ từ, mình đi là mình cắm. Đây mình lấy ngọn này, cái đây là lá đây, cả nhà ví dụ như lá bạch hà nó đắt lắm, cả nhà đây là lá bạch hà nha. Còn ví dụ như mình cả nhà không có, mình cắm lá mimosa cũng được, lá mimosa thì nó rẻ. Rồi mình lấy, mình mua cho mình khoảng ví dụ như đây là lá, cái nhà ví dụ như đây mình cắm lá bạch hà, còn cái nhà không có thì mua lá mimosa, lá mimosa thì rẻ. Rồi mình cắt nhỏ nó ra, mình cắm cái ngọn của nó. Cả nhà nhớ cắm cái đây mình cắm thấp thôi nha. Đó, rồi. Nhớ hoa lá cành gì cả nhà cũng phải cắm 45 độ. Nhớ cắt xét 45 độ. Đây mình cắm, nhớ mình cắm ở trên đây ngọn ở dưới đây nó cũng phải, mình cắm mấy cái lá cho nó đủ xuống nha cả nhà. Cái lá đây lát nữa là mình cắm nó cao hơn không. Rồi mình đi cái lá nó đơn giản vậy thôi, lát nữa mình cắm xuống sau. Rồi chuẩn bị cho mình đi là hồng bát tiêu nha cả nhà. Rồi mình đi cái hồng bát tiêu đây trước, mình cắm ba màu hồng đen. Đây là hồng bát tiêu. Rồi mình cắm tới đâu mình nói tới đó nha cả nhà. Nhớ bông cả nhà, ví dụ như hôm nay mình sẽ cắm theo phong cách hiện đại là mình cắm cây cao cây thấp. Đó. Nhớ mình cắm bốn, nhớ cắt xéo 45 độ nha cả nhà. Có nhiều lúc mình quên mình cắt, ví dụ xéo 45 độ là mình cắt cái xéo nó xéo làm gì. Đó là 45 độ. Rồi mình đi hồng bách tơ xong. Rồi cái nền hồng bách tơ xong mình đi khoảng cái đây, không cái đây có 20 bông cả nhà. Đó, mình đi hồng bách tơ vậy thôi. Cái nền đây là xong, bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm hồng xiên mới. Đây hồng xiên mới mình cũng chuẩn bị rồi. Đây là xiên mới nha cả nhà.
Rồi chấm thêm chữ liền một bông nữa. Nhớ hoa hồng là phải làm cánh nó ra. Rồi mình xiên khỉ hồng xiên mới với lại hồng pastel. Ở đây mình khoảng 10 bông hồng xiên mới nha. Đó mình xiên kỹ với nó hồng xiên mới và hồng hồng bách treo. Rồi cái đêm xiên mới mình cắm xiên giữa với lại cái hồng bách treo rồi. Bây giờ mình sẽ cắm hồng tím nha cả nhà. Hồng tím mình. Rồi hồng tím đây. Đây là tím cồi nha cả nhà. Rồi vẫn chuẩn bị cho mình mấy hồng. Rồi mình cắm cái đi cho nó bằng. Còn cái hồng tím thì mình cắm cho nó cao. Đó, đây là tím cồi. Nhớ cắt xéo góc cũng thành đồ. Rồi hồng tím mình cắm chính giữa ra cả nhà. Đó hồng tím mình cắm cho nó cao hơn khi những cái hồng tắt tơ chút xíu. Rồi rồi mình cắm hồng tím xong rồi, bây giờ bắt đầu mình chỉ cái bước thứ tư thứ năm là mình sẽ cắm, ví dụ như mình cắm cái lá mimosa mình chỉ kẻ cái lá mimosa này mình nhớ đây. Rồi mình cắt mình gọt lá mimosa đây, mình cắm cho nó cao nhô lên, cái nào mà nó nhô quá thì mình cắt nó chì bóng quá mình cắt mình chỉ nó lại. À, quên lá đây, lá bạc hà luôn. Rồi những cái cành nhỏ đó mình nhớ mình tỉa nó ra, nhỏ ra. Mình cắm nhớ cái lá đây mình phải cắm cho nó dài dài cho nó đủ và nó đẹp, tại cái lá đây quan trọng, nó đẹp không mình nhờ cái lá đây. Rồi cái nào mà nó dày quá, nó mà không có độ nhọn quá thì mình cắm lên sâu mình làm cái nền cho nó. Rồi đừng có bỏ cái nào, ví dụ như cái cành này nè, nó còn nó sâu quá, mình tắm trước thì nó xấu, mình tắm nó sâu cho nó. Đó. Vậy thôi. Rồi, bây giờ bắt đầu nữa, còn bước cuối cùng nữa là mình đệm những cái khoảng trống đó, mình sẽ đệm hoa. Hôm nay mình sẽ ví dụ như những cái khoảng trống này, mình sẽ đệm hoa bi nha cả nhà. Chuẩn bị cho mình có một cành bi đây, bi hoa lan nha cả nhà, để mình đệm vô. Chứ nhiều lúc anh chị nói sao mình cắm lá bông nó nhiều, tại nhiều lúc mình giao cho, ví dụ như giao cho khách đi, mình phải cắm đầy rất là nhiều bông cho nó, chứ mình cắm thưa quá thì mình giao cho người ta thì mình sẽ bị chữ đó. Rồi cái đây là hoa bi, mình đệm vô những con trống đây, nhớ cái cắt nhỏ ra luôn. Hoa bi đi nhà nhớ đệm thấp đi nha, còn cái nào sâu quá lấy hai ngón tay cầm vậy này chọt vô. Ở trên cao thì mình cắm cao, nhớ lấy hai tay mình dạch cái bông nó ra đây đây đó.
Rồi, khoảng một cành thôi nha cả nhà, không cần cắm nhiều. Rồi. Đó, mình cắm ở nhà, ví dụ mình cắm chơi thì mình cắm tiết kiệm, để cắm dao thì nữa mình sẽ cắm khác. Thôi, cái bình gì ta tới đây thì xong nha, còn ở sau á, cái nhà nhớ cắm sau đây. Mình phải chi lấy rồi mình chi lại, còn mình cắm tới đây là xong rồi. Mình cắm cái hồng ly, cái hồng master trước, hồng chiên sau với hồng tím mình cắm cho nó hơi trâu chút xíu nữa. Rồi xong mình đẹp một cái lá mimosa với lại cái hobby đẹp lên xong. Đấy, tới đây cái clip cũng xong nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tại hôm giờ mình bận quá, nếu mà mình cảm thì mình sẽ làm nhiều cái clip mình chia sẻ cả nhà nha. Rồi, cả nhà mà thấy hay quá nhớ nhấn ngoại cho một like nha cả nhà. Đấy, chào và tạm biệt cả nhà.